Rồi, chào mọi người đã quay lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hội em nha, 004830843. Rồi, mọi người theo dõi video mới, mọi người bấm vô cái nút đăng ký kênh đó để mình được cập nhật mấy cái video mới nhất nha. Rồi em khi mà mua hàng á, thì mọi người coi cái món hàng nó đã bán hay chưa ha. Em cập nhật nó dưới cái tiêu đề của cái video đó. Rồi hôm nay là cái video 65 ha. Đây đầu tiên là cái cây số 1 là cái cây cắt gạch nha mọi người. Đây cắt gạch nè của Lumen ha. Cái đầu này thì để bẻ gạch á, mình cắt rồi mình bẻ. Đây cầm vậy bẻ nè ha. Đây là cái lưỡi nó bên trong đây. Vặn ra. Nó sẽ tuột cái lưỡi ra ha. Một cái lưỡi này nó có hai đầu. Đây cái đầu hợp kim nè. Đây là cái đầu nó háp hợp kim vô để mình cắt. Mặt này thì nó cũng có một cái hợp kim nè. Một lưỡi được hai đầu nha mọi người. Gắn cho nó ló ra vậy để mình cắt ha. Siết lại. Rồi nè. Thân nó bằng nhôm. Rồi cái thước của cái này là 18 cm ha. Cây cắt gạch này có mã là 6501, giá bán 200.000. Rồi, tiếp theo là một cây thước cuộn của Tajima 7,5 m ha. Đây. Tajima. Tajima của Japan. Rồi, cái thước này thì nó đã có sử dụng rồi ha. Đó. 7,5 m nhưng mà kéo ra rất là nhẹ nhàng luôn. Kéo hết ra rất là nhẹ nhàng. Rồi thước Tajima 7,5 m. Có mã là 6502 nha. Giá 300.000. Tiếp theo là một cây thước 5 m. Đây. Thước này 5 m nha. Kokuyo. Cây này rất là mới. Khá mới luôn. Còn đẹp. Đây, thước 5 m nha mọi người. Rồi, cái thước 5 m này có mã 6503 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cái bình nước. Bình giữ nhiệt ha. Bình giữ nhiệt của Nhật. Đây. Bình này Nhật sản xuất. Nippon thương hiệu của nó ha. Đây. Bình này thì mình muốn lấy nước thì mình nới nó ra vậy ha. Rồi mình chế theo hai cái mũi tên này. Sẽ là nơi nước nó chảy ra. Đó, ở đây thì nó chảy hướng này. Hướng ngay chỗ này hoặc là trên này. Mũi tên là hướng nước nó chảy ra. Đây cái bình này rất là dày nên giữ lạnh hoặc giữ nóng rất là ok. Rồi cái bình giữ nhiệt của Nhật này có mã là 6504 nha, giá 350.000. Rồi tiếp theo là một cái kìm của KTC. Này kìm KTC nha, Japan. Kìm này nó chuyên dụng để lấy mấy cái nút cao su ở trên xe nha mọi người, xe máy hay xe ô tô vậy, nó có mấy cái núm cao su trong dàn áo hay là bất kỳ ha, nó là chuyên gỡ núm cao su. Rồi bọc cái núm cao su ra ha, cho mấy anh em làm nghề sử dụng, thường xuyên sử dụng ha. Đây kích thước 20 nha. Rồi cái kìm KTC này có mã 6505 nha, giá 250.000. Rồi tiếp theo là một cái bình nhôm ha. Bình nhôm của Nhật mọi người. Đây. Nó có cái khóa này nha. Đó. Đây nó có một cái ngăn ở trên nè. Đây là cái hộp như cái gầm ên vậy đó. Bằng nhôm ha. Đây. Nó vô dự tích luôn mà. Đó, nó vô là vừa khít luôn, không nhúc nhích luôn. Nắp nắp ở đây nó có cái khóa này, khóa cái nắp lại. Đó. Đây kích thước nó là 17 ha, nhưng 15 nhân 10. Rồi cái hộp của Nhật này có mã hộp nhôm 6506, giá 350.000. Tiếp theo là ba cái tẩu để gắn cho máy bắn vít ha, gắn vô xài cho máy bắn vít nha. Đây tẩu 14 nè, tẩu 19, tẩu 22. Rồi em có 3 cây này thôi. Đó. Này của Vaisel là hồi sale, này Tajima, cái màu vàng Tajima. Rồi ba cái tẩu này có mã 6507 nha, giá 200.000 ba cái. Đây còn rất là đẹp luôn. Hàng Nhật thì nó rất là cứng nha mọi người. Xài rất ok. Tiếp theo là một cái bấm số nha, cái đếm số á, giống như mấy tiếp viên hàng không hay đếm trên máy bay á, của Japan nè. Cái này là nó bằng inox hả mọi người, bằng inox luôn nè. Đây ví dụ đếm ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó. Đó. Này mình xả nó lại. Đó. Rồi. Ok, cái điểm số này có mã là 6508 nha, giá 200.000. Rồi tiếp theo là một cái một bộ dũa của họa sĩ nha mọi người, bộ dũa sắt ha của họa sĩ nè, 2 cây. Một cặp dũa, cái này là răng nhuyễn và răng thô nha mọi người nè, răng thưa với răng nhuyễn luôn, đúng một cặp luôn ha. Đây siêu mét luôn, thép rất là nhìn rất là chất, còn mới chưa sử dụng nha mọi người. Cái này nó ố là nó bị dính nước đó, chứ nó chưa có xài nè, bị ố nước nha. Đây mới tin luôn ha, hơi bén luôn, thép thị sĩ thì khỏi chơi luôn à. Đó, kích thước nó nè, dài 33 ha, ngang là 25 mm, nó dày 7 mm. Rồi cái cặp dũa này có mã là 6509 nha, giá 550.000. Rồi cuối cùng là một cái mỏ hàng chì, mỏ hàng chì nóng nhanh ha, có cò nóng nhanh đây, điện 100V nha, nó nóng từ 15W đến 65W. Ở này nó bị mắc mấy con ốc rồi nè, nhưng mà xài ok, test nóng rất là nhanh, mắc mấy con ốc nha này. Để xài cũng không ảnh hưởng gì, anh em xài thì quấn cái băng keo lại, mắc mấy ốc. Rồi đây có đèn báo luôn, rồi bán rẻ luôn ha, 150.000. Rồi mã cuối cùng nè, 6510, 150.000. Cái này nó xài cái chở bằng cây sứ, chở sứ nên nó nóng rất là nhanh luôn, mũi nhọn. Rồi em kết thúc cái video đây ha, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha, hẹn gặp lại.